Thông báo lỗi rồi vi phạm đây. Cho em biết cái tên anh đây. Đây nè. Xe này xe đi ra khoảng cách, giữ khoảng cách với tôi. Rồi. Em lỗi gì? Tôi chợ, anh nói đi. Rồi. Từ lúc 8 giờ 10 phút ngày em 28/21. Anh đọc dân nội em đó. Để lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/22/21 điều khiển xe ô tô biển số 70F1 84477. Không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Còn hiệu lực vi phạm quy định tại điểm A. Điểm A khoảng 5 điều 21, điểm A khoảng 2 điều 17 và điểm A khoảng 2 điều 21 của nghị định 100/2009. Rồi, trường hợp thứ nhất. Ủa, trường hợp đó là lập biên bản giữ xe hả? Mà xe em bị lỗi gì lập biên bản đó? Tại chị không có giấy tờ. Tự nhiên cái kiểm tra giấy tờ là kiểm tra cho bao nhiêu người đang kiểm tra. Lỗi thứ hai đó với chị. Là vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/2021 tại ấp Kỳ Đô 1, Vĩnh Long, Cà Long, 19 không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và các người nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn cơ quan y tế là ra đường không thuộc diện không cần thiết. Vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1 điều 12 quy định 117/2020 của Chính phủ. Rồi chị là đi mua đồ là không cần thiết, không quay về đồ đi mua đồ là không cần thiết. Đó, cái đó là không phải thực phẩm thiết yếu. Tiếp đi, chú làm tiếp đi. Đó, đi mua thực phẩm á, đi mua thực phẩm đó, mua đồ như vậy nè. Mua đồ là đi hai người tự để nó. Nhưng mà em chưa thấy ra cái lực đó bao giờ hết á. Quay phim nha, mà đăng lên á, không sai sự thật á, rồi tới đó lực lượng công lên xử lý. Nè, mua đồ như vậy là không cần thiết. Đúng rồi. Của anh nha. Đi chợ. Nhớ nha. Người ta không biết đi hai người. Anh không có thấy vợ nha. Ủa em đi chợ mà. Em không biết cái đó là. Ủa em đi chợ mà. Bạn chị. Ủa hai chồng em đi chợ mà. Tôi không giải quyết sao được. Giải quyết đi xe người ta, cái kè xe người ta, bắt xe người ta, đúng chưa? Làm ta rồi, ấy làm ta kiểm tra. Cái xe là vi phạm cái gì, anh chỉ đi chợ. Không gì hết chị. Đúng không, anh chỉ đi chợ. Nhiều rồi nãy giờ không. Tự nhiên cặp chiếc xe em chạy theo cặp chiếc xe em, bao nhiêu người tại sao anh không cặp? Như hồi nãy hai nhân ba nè, hồi nãy là em xuống xe rồi anh này á, họ đang có giữ xe đâu. Tiếp tục đi, không có hết chuyện chứ. Người ta có giấy xe, có giữ giấy tờ, anh giữ xe làm. Tự nhiên cái gạch vô cái gạch xe, ta vô cái hốt xe ta. Nói là cái tờ, tự nhiên cái kiểm tra biên bản hành chính. Tiếp tục đi. Anh nói là kiểm tra biên bản hành chính đúng không? Anh nói phải kiểm tra em xe em là biên bản hành chính hay không? Đúng rồi. Tốn thời gian gì anh, nó giải thích rồi, đã hiểu cho, nó tốn thời gian là tốn sao. Ủa anh đi làm nhiệm vụ mà anh nói tốn thời gian là sao? Anh có kiểm tra hành chính là có vấn đề kiểm tra hành chính đúng hay không? Anh nói đi. Đi làm nhiệm vụ mà nó tốn thời gian. Sao không biết? Anh có vấn đề kiểm tra hành chính xe hay không? Lực ở đâu nguyên tịch? Sao lực? Lực nhà nước, anh có đi học, lực anh nói chuyện. Dân được quyền kiểm tra mấy anh đó. Thông báo lỗi rồi vi phạm đây. Cho em biết cái tên anh đây. Đây nè. Xe này xe đi ra khoảng cách, giữ khoảng cách với tôi. Rồi. Em lỗi gì? Chú chợ, anh nói đi. Rồi. Từ lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/2021. Anh đọc dân nội em đó. Từ lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/22/21 điều khiển xe ô tô biển số 70F1 84477. Không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Còn hiệu lực vi phạm quy định tại điểm A. Điểm A khoảng 5 điều 21, điểm A khoảng 2 điều 17 và điểm A khoảng 2 điều 21 của nghị định 100/2009. Rồi, trường hợp thứ nhất. Ủa, trường hợp đó là lập biên bản giữ xe hả? Mà xe em bị lỗi gì lập biên bản đó? Tại chị không có giấy tờ. Tự nhiên cái kiểm tra giấy tờ là kiểm tra cho bao nhiêu người đang kiểm tra. Lỗi thứ hai đó với chị. Là vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/2021 tại ấp Kỳ Đô 1, Vĩnh Long, Cà Long, 19 không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và các người nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn cơ quan y tế là ra đường không thuộc diện không cần thiết. Vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1 điều 12 quy định 117/2020 của Chính phủ. Rồi chị là đi mua đồ là không cần thiết, không quay về đồ đi mua đồ là không cần thiết. Đó, cái đó là không phải thực phẩm thiết yếu. Tiếp đi, chú làm tiếp đi, hai lỗi vậy đó, chị đồng ý. Đó, là đi mua thực phẩm á, đi mua thực phẩm đó, mua đồ như vậy nè. Không gì mua đồ là đi hai người ta tự để nó. Nhưng mà em chưa thấy ra cái lực đó bao giờ hết á. Quay phim nha, mà đăng lên á, không sai sự thật á, rồi tới đó lực lượng công lên xử lý. Đúng rồi, nè, mua đồ như vậy là không cần thiết. Đúng rồi. Của anh nha. Đi chợ. Nhớ nha. Người ta không biết đi hai người. Anh không có thấy vợ nha. Ủa em đi chợ mà. Em không biết cái đó là. Ủa em đi chợ mà. Bạn chị. Ủa hai chồng em đi chợ mà. Tôi không giải quyết sao được. Giải quyết đi xe
xe người ta, bắt xe người ta, đúng chưa? Cái xe là vi phạm cái gì, anh chỉ đi chợ. Không gì hết chịu. Đúng không, anh chỉ đi chợ. Rồi, nãy giờ không, tự nhiên cặp chiếc xe anh chạy theo cặp chiếc xe em, bao nhiêu người tại sao anh không cặp? Như hồi nãy hai nhưng mà nè, hồi nãy là em xuống xe thì anh này á. Họ đâu có giữ xe đâu. Tiếp tục đi, không có hết chịu. Người ta có giữ tài xe, giữ giấy tờ, anh giữ xe làm gì? Tự nhiên cặp vô cái cặp xe ra vô cái hốt xe ta. Nói là tự nhiên cái kiểm tra biên bản hành chính. Anh nói là kiểm tra biên bản hành chính đúng không? Anh nói phải kiểm tra em xe em là biên bản hành chính hay không? Đúng rồi. Tốn thời gian gì anh phải giải thích rồi, đã hiểu cho nói tốn thời gian là tốn sao? Ồ anh đi làm nhiệm vụ mà anh nói tốn thời gian là sao? Anh có kiểm tra hành chính là có chuyên đề kiểm tra hành chính đúng hay không? Anh nói đi. Đi làm nhiệm vụ mà nói tốn thời gian. Sao không biết? Anh có chuyên đề kiểm tra hành chính xe hay không? Sao lực nhà nước anh có đi học mà anh nói chuyện dân được quyền kiểm tra mấy anh đó.